Theo đồng ý, nhung hưu được coi là một trong bốn thượng dược sâm, nhung, quế, phụ, có tác dụng bồi bổ sức khỏe, phòng và chữa bệnh hàng đầu cho con người. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể dùng nhung hưu để tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh. Dưới đây là tác dụng của nhung hưu và những đối tượng tuyệt đối không nên dùng. Giới thiệu về nhung hưu. Nhung hưu hay còn có tên gọi lộc nhung, thanh mai nhung, băng long châu. Nhung hưu là sừng non chưa cốt hóa của hưu sao, hưu ngựa đực. Sừng non khi mới mọc sẽ ngắn, mềm, chưa phân nhánh, sợ thấy mịn vì có lông nhung mềm, bóng, màu vàng hồng hoặc vàng nâu, dày hơn ở phía đầu sừng, chứa rất nhiều mạch máu, gọi là huyết nhung, loại nhung quý nhất và được ưa chuộng hơn cả. Sừng non bắt đầu phân nhánh ngắn gọi là nhung yên ngựa, có đầu tròn mức, hơi cong queo, lông thưa, hơi to. Mỗi loại khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau. Xem chi tiết, hình ảnh nhận dạng của nhung hưu, thành phần hóa học của nhung hưu. Nhung hưu được nhắc đến trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam với hàm lượng dược chất lớn. Người ta đã phân tích được thành phần hóa học của nhung hưu nay gồm các chất 25 loại axit amin canxi phốt phát canxi carbonat chất keo brat, ít các nguyên tố vi lượng như sắt, đồng, kẽm, magie, crom, coban, collagen, pantothrin, protein acid uronic. Tác dụng của nhung hưu. 1. Tác dụng của nhung hưu trong Tây y. Theo Tây y, nhung hưu giúp tăng sức mạnh cơ bắp, sảng khoái tinh thần, vết thương mau lành, ăn ngủ tốt, lợi niệu và tăng nhu động dạ dày ruột, chuyển hóa tốt protein và glucid. Khi nhung hưu được sử dụng đúng liều, đúng bài thuốc có thể hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh như bệnh tim mạch, bệnh huyết áp, bệnh xương khớp như viêm khớp, bệnh gút. Ngày nay, y học quốc tế còn bào chế đặc phẩm này thành dạng viên, dạng cao để tiện lợi trong điều trị bệnh. 2. Tác dụng của nhung hưu. Theo quan niệm đông y, theo y học cổ truyền Việt Nam, nhung có tác dụng sinh tinh, bổ tủy, ích huyết, chữa các chứng hư tổn cơ thể, các bệnh về sinh lý. Ngoài ra nhung hưu còn có thể điều trị một số bệnh về xương khớp, giúp khỏe cân xương, tăng tuổi thọ. Từ lâu đời, các thầy thuốc đông y Trung Quốc và Nhật đã dùng nhung như vị thuốc bổ, giúp cơ thể lâu già, chống co giật, chữa ung bướu, thấp khớp. Một số bệnh cụ thể mà nhung hưu có thể điều trị được theo sách y học đông y ghi chép lại, chi tinh liệt dương, bệnh lậu, bệnh xương khớp, các bệnh liên quan tới máu yếu sinh lý. Sơ chế và bảo quản nhung hưu. Người ta thường thu hoạch nhung hưu vào mùa xuân khi hưu mới thay. Thời điểm tốt nhất để thu hoạch sừng hưu là khi sừng hưu mới nhú, 40 đến 50 ngày. Khi đó, lộc nhung có đầy đủ chất dinh dưỡng và dược tính nhất, không non, không già. Nhung vừa cắt cần được sơ chế hoặc chế biến ngay là tốt nhất, có giá trị dinh dưỡng cao. Để lâu nhung hưu dễ thối sữa, nếu không rất dễ thối sữa. Cách sơ chế nhung hưu. Có nhiều cách chế biến nhung hưu tươi, nhưng dù áp dụng cách nào cũng cần trải qua quá trình sơ chế lộc nhung, loại bỏ hết lông nhung ra khỏi lộc nhung, dùng dao tem, dao cạo để cạo lông hoặc thua lọc lau sạch lộc nhung bằng rượu gừng để khử trùng. Chú ý, nếu sơ chế không sạch, lông nhung có thể gây nên tình trạng viêm ruột, viêm đường tiêu hóa. Hơn nữa, chúng còn ngăn cản lộc nhung tiết ra chất dinh dưỡng khi chế biến. Sơ chế và thành nhung hưu khô. Có hai cách chế biến nhung lọc tươi thành khô đơn giản như sau. Cách 1, sơ chế nhưng tươi theo cách ở trên. Thái lọc nhung thành những lát mỏng, đem sấy khô ở nhiệt độ 600-700°C hoặc phơi khô cho vào túi hút chân không để dùng dần. Cách 2, để nguyên cặp nhung vào cát nóng vừa rang 30-400°C. Khi cát nguội thì đổ ra để thay lượt cát mới. Cứ làm như vậy cho đến khi lọc nhung khô hẳn. Xem chi tiết, cách sơ chế và sử dụng nhung hưu tươi. Ngâm rượu bảo quản nhung hưu như để giữ được nhiều dinh dưỡng. Bảo quản nhung hưu tươi thái lát hoặc xay nhỏ, bọc kín để trên ngăn đá tủ lạnh dùng dần. Ngâm lọc nhung tươi với rượu hoặc mật ong uống dần. Sấy khô và bảo quản nơi khô mát. Bảo quản nhung hưu khô. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, hoặc để trong túi hút chân không. Sau mỗi lần sử dụng thì buộc kín để ngăn mát tủ lạnh. Xay nhỏ, dạng bột mịn để trong hộp kính. Ngâm lọc nhung khô với rượu hoặc mật ong uống dần.
Một số tác dụng của nhung hưu với sức khỏe con người. Nhung hưu giúp bổ máu, tiện y trừ. Cũng phát hiện công dụng đặc hiệu của nhung hưu với người hóa trị ung thư bị thiếu máu. Dùng nhung hưu đúng cách, đúng liều giúp giảm hẳn triệu chứng cho thiếu máu, mất ngủ, đau nhức, rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, nhung lọc giúp hạn chế hẳn sự tăng sinh của máu. Với những bệnh nhân sau hóa trị, xạ trị sẽ phục hồi nhanh hơn. Nhung hưu giúp làm đẹp. Theo nghiên cứu, nhung hưu có chứa hơn 17 loại axit amin, collagen, cân bằng hormone cho phái đẹp. Nhờ đó, phụ nữ sử dụng đặc phẩm này sẽ giúp cân bằng kinh nguyệt, làm đẹp đào thải cặn bã, giúp cơ thể luôn cân đối, tránh béo phì hoặc xuất cân. Luôn có một làn da sáng mịn, tươi hồng. Nhung hưu giúp bồi bổ, tăng cường thể chất. Trong nhung hưu có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, 52,5% protein, 2,5% lipid, 25 loại axit amin cùng nhiều khoáng chất và các nguyên tố vi lượng tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung dinh dưỡng hiệu quả. Với nam giới độ tuổi trung niên, sức khỏe kém, dinh dưỡng yếu có thể dùng một chén rượu nhung hưu trước bữa ăn. Giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, hấp thu dinh dưỡng hiệu quả cùng tăng cường sức khỏe. Bên cạnh đó còn giúp phòng ngừa các bệnh về tim mạch, do nhung hưu kích thích sản sinh hồng cầu, tăng lưu thông máu. Với những người cao tuổi, nhung hưu cung cấp canxi, vitamin và các khoáng chất thiết yếu giúp xương khớp người cao tuổi luôn chắc khỏe, mạnh cân, xương khớp. Hỗ trợ loại bỏ các triệu chứng, hoa mắt, chóng mặt, hạ huyết áp, khó ngủ. Xem chi tiết, tác dụng tuyệt vời của nhung hưu trong chữa bệnh. Những đối tượng không nên dùng nhung hưu. Nhung hưu rất tốt cho sức khỏe, nhưng cũng không phải là thuốc tiên chữa bệnh. Khi dùng đúng cách, đúng bệnh mới thuốc cho sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể dùng được. Những trường hợp khuyến cáo không nên dùng nhung hưu. Theo đồng y, khuyên những người béo phì không nên dùng. Những đối tượng có bệnh về đường hô hấp, đờm nhiều hay mệt mỏi, có thấp đàm nhiều không được uống. Những người tỳ hư hàn không được uống. Với những bệnh nhân mắc những bệnh về gan, gan không tốt, gan nóng hay viêm thận cũng không nên dùng nhung hưu để bồi bổ sức khỏe. Người huyết áp cao, thận không tốt cũng không được uống. Những trường hợp có cơ địa dễ bị dị ứng ăn nhung hưu còn có thể bị lỡ ngứa. Trường hợp đang bị sốt, bệnh truyền nhiễm bụng sôi, đầy bụng, đau bụng đi ngoài, người bị nóng cho âm hư sinh nội nhiệt, người hẹp van tim cũng không nên dùng nhung. Dùng nhung hưu chú ý khâu sơ chế sạc lông. Nếu không sơ chế sạch và đúng có thể hơi gây ra viêm ruột, viêm đường tiêu hóa rất khó chữa. Dùng rất bổ nhưng chỉ dùng khi thật cần thiết và ngưng sau 2-3 tuần vì dùng lâu và liều cao sẽ làm nứt thịt. Có trường hợp tự ý sử dụng lọc nhung không đúng bệnh, đúng liều đã làm cơ thể khỏe đau không thấy, lại thấy người ốm thêm. Nên xem nhung hưu những ai nên dùng và không nên dùng. Trên đây là những thông tin về nhung hưu và một số lưu ý khi dùng nhung hưu, những đối tượng không nên dùng. Nếu cần tư vấn và tìm hiểu thêm về công dụng và cách dùng nhung hưu và các loại cây dược liệu, bạn có thể liên hệ qua số tổng đài tư vấn 18.6521 hoặc đặt câu hỏi của bạn ở một ý kiến ở cuối bài viết. Tra cứu dược liệu sẽ giải đáp những thắc mắc bạn có, thêm những thông tin đáng tin cậy. Ngoài ra bạn có thể tìm mua nhung hưu thái lát uy tín, chất lượng, để ngâm rượu hoặc để nấu ăn, để dùng mà vẫn đảm bảo an toàn, giữ đúng được chất lượng của nhung hưu mà không tốn thời gian sơ chế, bảo quản. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua thocnamonline.vn để tìm mua chọn lựa cao nhung hưu an toàn, nguyên chất 100%, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo. Let's Block Us.